Ngọc Ngoan bị mỉa mai, đã phản bội còn muốn giữ hơi vợ cũ khi nói về chuyện ly hôn với Lê Phương. Sau một thời gian dài kể từ những ồn ào sau đổ vỡ hôn nhân, Quách Ngọc Ngoan đã có những chia sẻ đầu tiên với truyền thông. Nam diễn viên tỏ ra tiếc nuối về cuộc hôn nhân ngắn ngủi và đầy tai tiếng của mình. Tưởng chừng những chia sẻ này sẽ nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Tuy nhiên, hầu hết cư dân mạng đều phản ứng vô cùng gay gắt. Nhiều người cho rằng, nam diễn viên đang cố tình đào bới một sự việc đã qua từ lâu. Trong khi cả hai đã có hạnh phúc riêng và sự nghiệp của Lê Phương đang suôn sẻ nhằm thu hút sự chú ý về mình. Một lần nữa, ồn ào hôn nhân của cả hai lại được đem ra bàn luận. Những điều Quách Ngọc Ngoan công khai chia sẻ công khai không giúp diễn viên tẩy đi scandal phản bội vợ con năm xưa, thậm chí khiến khán giả càng bức xúc hơn nữa. Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương kết hôn vào tháng 3 năm 2012. Cả hai có một đứa con trai tên là Cà Pháo. Đám cưới, vội vàng và sự quanh co trước đó của Quách Ngọc Ngoan đã khiến nhiều người không yên lòng về cuộc sống hôn nhân của Lê Phương. Hai năm sau đó, vào tháng 6 năm 2014, Lê Phương đâm đơn ly hôn lên tòa. Cả hai chính thức kết thúc mối quan hệ vợ chồng trong sự ồn ào của dư luận. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ồn ào này không dừng lại ở đó. Thời gian sau đó, Lê Phương đăng tải dòng trạng thái chia sẻ rất dài về sự bội bạc của chồng, ám chỉ về sự phản bội và thiếu trách nhiệm với con trai sau ly hôn. Cả hai liên tục tố nhau với những lời lẽ đầy gay gắt. Khoảng thời gian đó, cuộc hôn nhân này làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Ở thời điểm hiện tại, Lê Phương đã tìm được hạnh phúc mới bên chồng trẻ kém 7 tuổi Trung Kiên và tích cực hoạt động trong showbiz. Trái lại, Quách Ngọc Ngoan kính tiếng hơn trước. Nam diễn viên cùng bạn gái Phượng Chanel vẫn ở cạnh nhau sau nhiều ồn ào trước đây. Quách Ngọc Ngoan bất ngờ lên tiếng về chuyện ly hôn với diễn viên Lê Phương, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương từng là một cặp đôi diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm với khán giả ngay từ lúc hẹn hò, kết hôn và chia tay. Tưởng chừng sau đám cưới đẹp như mơ và có thêm cậu quý tử Cà Pháo thì cả hai sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 năm chung sống, họ đã kết thúc mối quan hệ vợ chồng bằng scandal, tố nhau trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả bất ngờ. Kể từ đó, Quách Ngọc Ngoan không còn tham gia nhiều hoạt động của làng giải trí Việt. Thỉnh thoảng, anh mới tham gia một dự án phim và thường từ chối chia sẻ chuyện đời tư với truyền thông. Mới đây nhất, anh bất ngờ nhắc đến chuyện tình của mình và vợ cũ. Đây cũng là lần đầu tiên anh cởi mở về vấn đề này sau 3 năm ly hôn. Quách Ngọc Ngoan tâm sự, với cuộc hôn nhân đầu, tôi chỉ có thể dùng 2 từ đáng tiếc. Mọi việc đã qua gần 3-4 năm nay, bây giờ Phương và tôi đều có gia đình riêng, cả hai đều hạnh phúc. Với sự ồn ào kéo dài suốt thời gian chúng tôi ly hôn cũng là điều đáng tiếc. Trong đời sống có người may mắn về đường tình duyên, người thì không. Nhưng quan trọng là sau sóng gió ấy, có điều đáng tiếc gì mình rút ra được những gì? Mình sẽ làm, thay đổi gì khi bắt đầu cuộc sống mới? Đồng thời, nam diễn viên còn nói thêm về con trai và phản ứng của cả hai khi gặp nhau ở hiện tại. Anh cho hay, chúng tôi bây giờ đã bình thường, thỉnh thoảng về thăm con ở Trà Vinh, tôi vẫn gặp Phương. Chúng tôi vẫn nói chuyện, hỏi thăm nhau. Với chúng tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là lo lắng cho con trai hơn là những so đo, trách cứ. Kể từ sau khi ly hôn, Quách Ngọc Ngoan cũng có người phụ nữ bên cạnh mình. Tuy nhiên anh không nhắc tên cụ thể với mọi người. Còn về Lê Phương, cô cũng đã kết hôn với người mới được hơn 1 năm và cả hai đang có những tháng ngày rất... Lỗ bằng chứng Ngô Kiến Huy chia tay Khổng Tú Quỳnh sau 8 năm yêu nhau. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đại Nhân vừa đăng tải hình ảnh xinh đẹp của Khổng Tú Quỳnh. Đi kèm đó anh còn đính kèm dòng trạng thái với nội dung khá ẩn ý. Dạo này anh em hay gặp nhau tâm sự, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Lời chia sẻ này ngay lập tức nhận được sự chú ý của người hâm mộ và nghi vấn cô và Ngô Kiến Huy tan vỡ lại tiếp tục xuất hiện. Cũng giống như Đông Nhi ông Cao Thắng, cặp đôi này cũng nổi tiếng nhờ cùng một giai đoạn và là một chuyện tình được giới trẻ yêu thích trong nhiều năm nay. Vì thế khi có tin đồn họ tan vỡ, các fan đã lo lắng rất nhiều. Cho đến hiện tại, từ phía ekip hay nhân vật chính đều không có bất cứ phản hồi nào. Tuy nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên Ngô Kiến Huy Khổng Tú Quỳnh rơi vào nghi vấn đường ai nấy đi. Trước đó đã có những sự việc tương tự như nữ ca sĩ từng giải thích việc họ không xuất hiện cùng nhau vì ai cũng có những dự án riêng của mình. Là bạn gái của Huy, tôi hiểu rõ mình nên và không làm gì để tốt nhất cho anh ấy. Tính tôi lại rất cứng đầu,
không bao giờ thích nhờ vả hay dựa dẫm vào bạn trai, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy. Tôi không còn xuất hiện chung đôi nhiều như trước, nhưng chuyện tình cảm của tôi và anh Huy vẫn rất tốt. Vào tháng 11 năm 2017, khán giả còn thấy cả hai cùng đi du lịch Sapa, và khi đang đứng trên đỉnh núi cao nhất, Ngô Kiến Huy còn âm thầm chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật bạn gái. Cũng trong chuyến đi này, anh đã tự tay chuẩn bị hết tất cả các kỷ niệm của họ trong suốt 7 năm hẹn hò để làm Khổng Tú Quỳnh bất ngờ. Giọng ca lạnh cũng không kìm được giọt nước mắt trước tình cảm mà đối phương dành cho mình. Ba điều ở nhà Phương khiến Trường Giang trở thành người đàn ông may mắn nhất vì biết. Không có vẻ đẹp soái ca, lại vướng nhiều scandal tình ái, nhưng Trường Giang sau đám cưới vẫn được nhận định là người đàn ông may mắn nhất vì biết vì có một người vợ như nhà Phương. Điều gì ở nhà Phương khiến nhiều người ganh tị với Trường Giang như vậy? Tài năng, xinh đẹp. Không ai có thể phủ nhận vẻ dịu dàng, nữ tính ở nữ diễn viên nhà Phương. Thậm chí nhiều người còn đưa nhà Phương vào danh sách những ngọc nữ làng điện ảnh có thể thay thế Tăng Thanh Hà. Điều đó đủ thấy tài năng thì vẻ xinh đẹp của nhà Phương cũng là một ưu thế để xét. Những tưởng với gương mặt đáng yêu và nụ cười kẹo ngọt thường xuyên xuất hiện trong những bộ hình PR có chủ đích, để rồi cứ thế, làng giải trí Việt sẽ có thêm một hot girl nhà Phương xuất hiện. Tuy nhiên, cách mà cô lựa chọn lại thuộc một trong những cách cơ bản và cũng gian truân nhất, đóng phim. Miệt mài từ vai diễn này đến vai diễn khác, các dự án phim điện ảnh cho tới truyền hình, năng suất làm việc của nhà Phương hoàn toàn đối lập với những gì người ta thường hay nhìn vào cô, chứng tỏ sự chăm chỉ đôi khi vẫn chưa đủ nếu bản thân họ không có tài năng. Sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của nhà Phương không chỉ được khán giả công nhận mà còn khẳng định qua loạt giải thưởng danh giá. Là diễn viên trẻ nhưng người đẹp sinh năm 1990 không ít lần được vinh danh ở các lễ trao giải uy tín. Trong đó không thể không kể đến giải nữ diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyền hình Cánh Diều Vàng 2016, nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2016, nữ diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2015, Mai Vàng 2016. Vào tháng 9 năm 2016, nhà Phương gây sốt khi vinh dự là đại diện Việt Nam được xuất hiện trên thảm đỏ danh giá tại Hàn Quốc tham gia lễ trao giải Seoul International Drama Award. Đặc biệt, nữ diễn viên còn xuất sắc thắng giải thưởng ngôi sao châu Á với vai Yến Phương trong bộ phim Khúc Hát Mặt Trời. Nhà Phương đã có cho riêng mình một sự nghiệp vững vàng, đủ để kiêu hãnh sánh đôi cùng bất kỳ ngôi sao giải trí nào. Lấy nhà Phương, danh tiếng, sức hút của Trường Giang thậm chí còn được nhân lên gấp bội chứ không hề cần san sẻ bớt. Cứ nhìn vào tần suất xuất hiện của cô trong các chương trình giải trí, các nhãn hàng, người ta hiểu được rằng nhà Phương sẽ không bao giờ là gánh nặng cho ai cả. Nói tới đây, hẳn nhiều người, đặc biệt là đàn ông, cũng đã không thể kìm nén sự ghen tị đối với Trường Giang. Nhưng rất tiếc, đó chỉ là phần mở bài về nhà Phương mà thôi. Sạch scandal. Để nói về ấn tượng đầu tiên khi nhắc tới nhà Phương, chắc có lẽ sẽ gói gọn trong hai từ: xinh đẹp, ngoan hiền. Nhà Phương gây ấn tượng với công chúng nhờ tài năng, sự nỗ lực và đặc biệt là hầu như không dính bất kỳ một scandal nào. Đạo diễn Lê Hoàng, một người khá thân thiết với nhà Phương, đã chia sẻ về cô nàng như sau. Nhà Phương trong sáng đến mức hơi dễ bị lừa. Khuyết điểm của Phương là không có hoặc chưa có cuộc sống nhiều kinh nghiệm, nhiều đắng cay, nên Phương tưởng ai cũng dễ hiểu như mình. Phương là một thiếu nữ rất hiếm hoi có thể nhìn ra cái tốt từ cái xấu. Sự nghiệp của nữ diễn viên hầu như trong sạch, nếu không tính đến những câu chuyện bất tận kể từ khi cô bắt đầu mối tình với Trường Giang. Tuy nhiên sau mọi scandal của người yêu, nhà Phương chỉ im lặng, cô từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghi án tình ái của Trường Giang. Nhà Phương vẫn vui vẻ đi sự kiện, đăng tải hình ảnh xinh đẹp lên mạng xã hội và dường như chẳng mảy may quan tâm. Đây là cách ứng xử chuyên nghiệp của một ngôi sao biết tôn trọng khán giả và dành trọn niềm đam mê cho công việc. Giàu có. Nhà Phương hiện đang là một diễn viên tài năng, được nhiều đạo diễn ưu ái chọn mặt gửi vàng. Khối tài sản mà nhà Phương tích cóp được sau vài năm làm nghệ thuật, dù không hề đồ sộ như nhiều cô nàng bằng tuổi khác, nhưng hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong tương lai. Ngoài đóng phim, với gương mặt khả ái, thì bạn gái Trường Giang còn được mời đóng quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu. Không chỉ hoạt động nghệ thuật trong nước, nhà Phương còn tháp tùng bạn trai lưu diễn nước ngoài. Thu nhập trong mỗi chuyến xuất ngoại biểu diễn của cặp đôi Trường Giang nhà Phương là không hề nhỏ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên tuổi thanh xuân hiện đang đồng sở hữu một công ty riêng chuyên kinh doanh các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ cùng chị gái Bích Trâm và em gái Phương Anh. Dù có được một nguồn thu nhập lớn, nhưng nhà Phương cũng khá dè dặt trong chi tiêu bởi hiện tại cô vẫn còn phải lo cho gia đình và các em. Nữ diễn viên cũng dự định kiếm đủ tiền để xây nhà, đón ba mẹ lên Sài Gòn.